Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ Bảy ngày 23 tháng 9, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh bánh trung thu trên địa bàn tỉnh, đã có những chấn chỉnh kịp thời các vi phạm. Nhiều ca bệnh Whitmore đã được phát hiện tại một số địa phương. Bộ Y tế đã đưa ra khuyến cáo cộng đồng trong phòng chống bệnh Whitmore. Mô hình nhà tôi có bình chữa cháy đã được các cơ quan ban ngành, các địa phương trên địa bàn phát động, đẩy mạnh thực hiện và người dân hưởng ứng. Thưa quý vị và các bạn, huyện ủy Nam Đông tổ chức hội thảo chuyên đề thực hiện dân chủ ở cơ sở theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng trong xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững. Tham dự hội thảo có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thò, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Chí Tài. Với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng, huyện Nam Đông đã huy động được sức mạnh của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững. Đến nay, toàn huyện Nam Đông có 7 trên 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 thôn kiểu mẫu. Những tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng như việc công khai, minh bạch các chương trình, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương đến với người dân còn chậm, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có nơi chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, còn mang tính hình thức hay ý kiến của người dân có lúc chưa được quan tâm, giải quyết triệt để. Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, mục tiêu thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là điều kiện để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân và tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội. Vì thế, huyện Nam Đông cần gắn việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở với công tác phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính để xây dựng niềm tin trong nhân dân. Tăng cường vai trò lãnh chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cần đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động phải phù hợp để dân hiểu và thực hiện, tránh hình thức tuyên truyền cho có, đặc biệt chú trọng nhân rộng các điển hình tiêu biểu để nhân dân học theo. Trong quá trình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phải thường xuyên kiểm tra, phát hiện những vấn đề mới nảy sinh và kịp thời đề xuất các cấp có thẩm quyền giải quyết. Có như vậy mới phát huy được dân chủ, thúc đẩy các phong trào thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Sáng nay, Ban Tôn giáo tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Phú Vang tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo của nhà nước và triển khai hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần thứ 7. Tại hội nghị, các đại biểu là các chức sắc, chức việc trên địa bàn huyện đã được phổ biến các nội dung liên quan đến quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về tín ngưỡng tôn giáo, luật tín ngưỡng tôn giáo, tuyên truyền vận động đấu tranh ngăn ngừa các hiện tượng mê tín dị đoan, các thủ tục hành chính về lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo. Bên cạnh đó, giải đáp thắc mắc liên quan đến việc thực hiện quy định của pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo. Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo của nhà nước để các chức sắc, chức việc nắm vững hơn về những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với tín ngưỡng tôn giáo, góp phần nâng cao nhận thức, cập nhật kịp thời các thông tin mới, thiết thực, các quy định của pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo và các quy định khác có liên quan. Chuyển sang những tin tức khác. Từ 16 nhóm dự án tại vòng bán kết cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế lần thứ 6 năm 2023, 8 dự án xuất sắc nhất đã được ban tổ chức lựa chọn vào vòng chung kết. Chính thức được phát động từ tháng 4, cuộc thi năm nay thu hút hơn 60 ý tưởng tiềm năng đăng ký dự thi. Tại vòng chung kết, 8 dự án xuất sắc đã lần lượt trình bày và nhận những câu hỏi phản biện từ ban giám khảo. Trong đó, một số dự án nhận được nhiều sự chú ý như Flowers, New Life Cycle, biến đổi những bông hoa bỏ đi thành những món quà độc đáo của sinh viên trường du lịch Đại học Huế, dự án Happy Class, lớp học hạnh phúc của nhóm sinh viên đến từ Đại học Sư phạm, Luật và Kinh tế. Với định hướng phát triển thành đại học nghiên cứu gắn với đổi mới sáng tạo, trong những năm vừa qua, Đại học Huế đặc biệt quan tâm đến thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo nói chung, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nói riêng. Các cuộc thi về khởi nghiệp được tổ chức là một trong những hoạt động khuyến khích phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Đại học Huế. Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tập huấn cho các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp vào vòng bán kết cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2023. Tại khóa tập huấn, các ý tưởng dự án chọn vào vòng bán kết đã được các chuyên gia hướng dẫn cách thức thực hiện và trình bày ý tưởng dự án ngắn gọn, khoa học và một số kinh nghiệm khi tham gia dự thi. Khóa tập huấn còn trang bị cho các tổ chức, cá nhân những kỹ năng về thuyết trình, đơn vị sản phẩm, thị trường, lập kế hoạch cho các tổ chức, cá nhân. Ngoài ra, các chuyên gia khởi nghiệp còn trao đổi, giải đáp các thắc mắc của các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân để hoàn thiện phần trình bày một cách thuyết phục nhất. Bên cạnh đó, còn tư vấn về cách thức thể hiện, phản biện trưởng giám khảo, tư vấn những khó khăn vướng mắc trong quá trình tiếp cận các điều kiện, cơ hội để khởi nghiệp và thành lập doanh nghiệp trong tương lai của các chuyên gia khởi nghiệp. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước SSC vừa phát đi cảnh báo liên quan đến hoạt động giao dịch tiền mã hóa trên các ứng dụng sang giao dịch chứng khoán chưa được Ủy ban cấp phép. Cụ thể, hiện có một số tổ chức cá nhân đặt tên công ty chứng khoán khi chưa được cấp phép, tổ chức vận hành các ứng dụng sang giao dịch chứng khoán trái phép, trong đó có các sàn như Get.io, Goldfinger Finance, Việt Diamond Stock, Barwallet9.com. Thông qua mạng xã hội, nhóm người liên quan đã kêu gọi nhà đầu tư mở tài khoản, gửi tiền vào các ví điện tử, đầu tư vào các loại tiền mã hóa như Pi, USDT, BUSD. SCC khẳng định hệ thống pháp luật Việt Nam chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định về các dạng tài sản số, tiền mã hóa. Nhà đầu tư cần hết sức cẩn trọng khi nhận được những lời mời gọi tham gia. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến các bộ ngành để trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024. Theo đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất hai phương án cho dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2024. Phương án 1, công chức viên chức nghỉ từ ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Với phương án này, dịp Tết Nguyên đán 2024, công chức viên chức sẽ được nghỉ 7 ngày, bao gồm 5 ngày nghỉ Tết âm lịch và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần. Phương án 2, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất nghỉ 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết. Theo đó, công chức viên chức nghỉ từ ngày 30 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Với phương án này, dịp Tết Nguyên đán, công chức viên chức cũng sẽ được nghỉ 7 ngày. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, cả hai phương án đề xuất đều có số ngày nghỉ bằng nhau, nhưng đề xuất chọn phương án 1 vì đảm bảo hài hòa thời gian nghỉ trước và sau Tết. Thưa quý vị và các bạn, Tết Trung thu đang đến gần. Kéo theo đó là nhu cầu tiêu dùng sản phẩm bánh kẹo, nhất là bánh trung thu tăng cao. Để đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, gần một tháng qua, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu trên địa bàn tỉnh, đã có những chấn chỉnh kịp thời các vi phạm. Hiện nay, hầu hết cơ sở sản xuất bánh trung thu trên địa bàn thành phố Huế đều nhỏ lẻ, mang tính chất hộ gia đình, sản xuất thủ công và theo thời vụ. Qua kiểm tra của đoàn kiểm tra liên ngành, các cơ sở đều chấp hành đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm, như có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy từ công bố sản phẩm. Một số cơ sở đã trang bị thêm máy móc, dụng cụ sản xuất đạt chất lượng, điều kiện vệ sinh cơ sở và điều kiện về con người đúng quy định, nguyên liệu sản xuất có nguồn gốc, hóa đơn chứng từ rõ ràng, có giấy chứng nhận đủ điều kiện của cơ sở sản xuất và từ công bố sản phẩm, ghi nhãn đúng quy định. Sản xuất bây giờ không phải như thời xưa mà thủ công nữa, có cái giấy chứng nhận rồi, mình chỉ có đánh ra mình bỏ vô máy là chạy, cho nên đỡ cái lao động á, đến đây đỡ sức người, cho nên cũng vệ sinh hơn hồi xưa. Hồi xưa là mình cũng có là mình dẻo, nhưng sau mấy năm sau này cũng không làm nữa, vì cái bánh dẻo thực sự cái bảo quản rất là khó, vì bánh dẻo là bột sống, ta không qua nướng lò, cho nên sau này cũng giảm làm nữa, làm bánh trung thu bạn theo kiểu mà bằng cải thôi. Bạn họ đặt theo mình đặt trước rồi mình làm, đặt trong vòng 2-3 ngày là mình làm trước thôi. Khi về cái quy định sản xuất là khi mua cũng là hợp vệ sinh để bảo đảm mà không những thị trường của Huế mà còn trên toàn quốc nữa. Thông qua những cái đợt mà kiểm tra như thế này thì giúp cho cơ sở mình là rút thêm kinh nghiệm để khắc phục lại những cái mà còn thiếu sót. Toàn tỉnh hiện có khoảng 20 cơ sở sản xuất bánh trung thu. Mỗi mùa trung thu cung ứng khoảng 40 tấn bánh ra thị trường. Đoàn kiểm tra liên ngành đã thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến, phân phối thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết Trung thu. Qua kiểm tra, nhiều vấn đề vẫn còn tồn tại bất cập như một số cơ sở sản xuất chưa xuất trình được giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và tự công bố, sử dụng các nguồn nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ, điều kiện cơ sở sản xuất kinh doanh không đạt yêu cầu. Tôi đi làm nói chung là ăn vào thực phẩm nó vẫn hơn chứ lỡ ăn có chuyện gì thì mình có thể sức khỏe của mình kiểm tra gọi là an toàn với thị trường, còn thị trường thì kiểm tra là tốt chứ mình cảm thấy được là an toàn mình nên tự mua, còn như chỗ mà thực phẩm hẳn không sạch thì mình sẽ nguy hiểm đến là gọi là sức khỏe của mình và tính mạng của mình. Lo lắng về ngộ độc thực phẩm thì có cái là giờ chính quyền đã can thiệp về cái vấn đề là vào cái thực phẩm chức năng là lui tới để mà kiểm tra cái vấn đề thực phẩm an toàn. Đối với ngành thì chỉ là kiểm tra nhắc nhở và khi mà có những cơ sở mà vi phạm và cố tình vi phạm không khắc phục thì chúng tôi sẽ tiến hành xử phạt theo quy định pháp luật. Thì bên cạnh đó thì chúng tôi phối hợp với các cơ quan chức năng như quản lý thị trường, một số lực lượng thì người ta có thể là có tiêm trong lĩnh vực này đối với cái sản phẩm không rõ nguồn gốc, rồi xuất xứ hàng hóa các nhãn hiệu vân vân. Tết Trung thu được xem là Tết đoàn viên và để mỗi gia đình gắn kết, đảm bảo sức khỏe trong ngày Tết đoàn viên. Ngoài công tác kiểm tra, kiểm soát của các ngành chức năng cùng ý thức trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, thì mỗi người dân phải là người tiêu dùng thông thái trong lựa chọn, mua sắm, sử dụng sản phẩm chất lượng. Chương trình tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác. Tại Việt Nam, bệnh Whitmore xuất hiện rải rác qua các năm tại một số địa phương và các ca bệnh gần đây đang được phát hiện tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, trong đó đã có trường hợp tử vong. Trên cơ sở đó, ngày 22 tháng 9, Bộ Y tế đã đưa ra khuyến cáo cộng đồng phòng chống bệnh Whitmore. Theo Bộ Y tế, bệnh Whitmore là một bệnh nhiễm trùng ở người và động vật do vi khuẩn gây ra. Vi khuẩn này tồn tại tự nhiên trong đất, có thể gây ô nhiễm nguồn nước và lây truyền chủ yếu qua da khi có vết thương hở tiếp xúc trực tiếp với đất, bùn, nước bị nhiễm khuẩn. Hiện chưa có bằng chứng về việc lây truyền vi khuẩn từ người sang người hoặc từ động vật sang người. Bệnh có biểu hiện lâm sàng rất đa dạng, khó chẩn đoán và có thể tử vong do biến chứng viêm phổi nặng, nhiễm trùng huyết và sốc nhiễm trùng. Để chủ động phòng bệnh Whitmore, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần thực hiện các biện pháp như sau: hạn chế tiếp xúc trực tiếp với đất, nước bẩn, đặc biệt tại những nơi bị ô nhiễm nặng; không tắm gội, bơi, ngụp lặn ở các ao hồ, sông tại gần nơi bị ô nhiễm; sử dụng đồ bảo hộ lao động, giày, ủng, găng tay đối với những người thường xuyên làm việc ở ngoài trời, tiếp xúc với đất, bùn và nước bẩn; đảm bảo vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch, đặc biệt là nước và sau khi chế biến thức ăn, trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi đi làm ruộng; thực hiện ăn chín uống chín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không giết mổ, ăn thịt động vật, gia súc, gia cầm bị ốm chết. Khi nghi ngờ bị nhiễm bệnh, cần đến cơ sở y tế để được tư vấn, khám phát hiện và điều trị kịp thời. Sáng ngày hôm nay, đoàn trường Đại học Y Dược Đại học Huế đã tổ chức diễn đàn y học dự phòng trẻ lần thứ 4 năm 2023 với quy mô toàn quốc. Chủ đề diễn đàn năm nay là xu hướng bệnh truyền nhiễm trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Diễn đàn dành cho các cán bộ y tế, nhà khoa học, cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên, học viên công tác trong lĩnh vực y học dự phòng, y tế công cộng, sau đại học trên toàn quốc nhằm trao đổi, chia sẻ những kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm nghiên cứu. Xuyên suốt trong chương trình đã diễn ra nhiều hoạt động học thuật và khoa học như tham luận chuyên đề về sức khỏe môi trường, tác động của biến đổi khí hậu đến bệnh truyền nhiễm, chủ đề tổng quan về bệnh truyền nhiễm và các bệnh mới nổi, chủ đề tiếp cận phương pháp nghiên cứu khoa học, mô hình nghiên cứu trong lĩnh vực truyền nhiễm, báo cáo khoa học của các đơn vị bằng. Thông qua diễn đàn lần này, hình thành cộng đồng các nhà khoa học trẻ, thúc đẩy hợp tác và kết nối với các chuyên gia, xây dựng những đề án nghiên cứu có tính khả thi, phục vụ cho sự phát triển của y tế Việt Nam nói chung và ngành y học dự phòng, y tế công cộng nói riêng. Tại trường Trung học phổ thông Phú Bài, tỉnh đoàn tổ chức tuyên dương học sinh Ba Tốt và học sinh Ba Rèn Luyện năm học 2022-2023. Đây là những học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện. Phong trào học sinh Ba Tốt và học sinh Ba Rèn Luyện được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai sâu rộng trong các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thời gian qua đạt được nhiều kết quả tích cực. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương học sinh sống đẹp, sống có ích, đạt thành tích xuất sắc trong học tập, sáng tạo và nghiên cứu khoa học. Tại lễ tuyên dương, ngoài danh hiệu học sinh Ba Tốt được trao cho 29 học sinh có thành tích tiêu biểu trên các mặt học tập, đạo đức và thể lực, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã trao danh hiệu học sinh Ba Rèn Luyện cho một học sinh có thành tích tiêu biểu trong học tập, rèn luyện tay nghề và thể lực trong năm học 2022-2023. Trung tâm Công tác Xã hội và Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Phú Lộc phối hợp với tổ chức Chisan Foundation Taiwan tổ chức trao học bổng và tặng thưởng đợt 2 năm 2023 cho học sinh vượt khó trên địa bàn. Đợt này, tổ chức Chisan Foundation Taiwan trao tặng học bổng và tiền thưởng cho 110 học sinh vượt khó với tổng trị giá hơn 83 triệu đồng tiền mặt. Trong đó trao 91 suất học bổng cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở, mỗi suất trị giá 600.000 đồng. Trao 19 suất học bổng cho học sinh trung học phổ thông, mỗi suất trị giá 800.000 đồng. Trao 6 phần thưởng chuyển cấp cho học sinh lớp 9 đến lớp 10, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Trao 19 phần thưởng cho học sinh giỏi, mỗi suất trị giá 150.000 đồng. Trao 78 phần thưởng cho học sinh khá, mỗi suất trị giá 100.000 đồng. Bên cạnh đó, mỗi em học sinh còn nhận được một phần quà trị giá 300.000 đồng gồm sách và truyện. Cùng trong sáng ngày hôm nay, tại trường Trung học cơ sở Phú Mỹ, huyện Phú Vang, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình Vòng tay yêu thương. Với thông điệp cha mẹ yêu thương, con hạnh phúc, cha mẹ bạo lực, con tổn thương, chương trình Vòng tay yêu thương với đa dạng các hoạt động đặc sắc như chương trình văn nghệ với những điệu múa, nhảy sôi động và những ca khúc mang niềm vui và hạnh phúc đến với các em học sinh. Ngoài ra, chương trình còn tổ chức trò chơi rung chuông vàng với những câu hỏi đầy ý nghĩa yêu thương và gần gũi. Phần giao lưu giữa học sinh, phụ huynh và cả khách mời thu hút các em tham gia hào hứng với những tiếng cười vui nhộn và thích thú. Nhân dịp năm học mới và Tết Trung Thu, chương trình đã dành tặng 93 suất học bổng trị giá mỗi suất 1,5 triệu đồng cùng với nhiều phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Phú Vang. Đây là nguồn động viên lớn mang sự sẻ chia ấm áp của những vòng tay yêu thương đến với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em vươn lên trong cuộc sống và học tập. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm phòng cháy hơn chữa cháy, phong trào thi đua xây dựng mô hình nhà tôi có bình chữa cháy đã được các cơ quan ban ngành, các địa phương trên địa bàn phát động đẩy mạnh thực hiện và người dân hưởng ứng. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Chị Lê Thị Thủy Nga là hộ kinh doanh buôn bán trên địa bàn phường Phú Hội, thành phố Huế. Trước đây, việc phòng chống cháy nổ chưa được gia đình chị quan tâm. Khi được Ủy ban nhân dân phường vận động từ trang bị bình chữa cháy, chị đã sắm cho nhà mình một bình chữa cháy và đặt ở vị trí thuận tiện nhất khi cần sử dụng. Không chỉ mua bình chữa cháy, chị Nga còn vận động cả hộ dân xung quanh cùng mua để phòng cháy chữa cháy hiệu quả hơn. Là một hộ kinh doanh nên việc phòng cháy chữa cháy là tôi rất là ý thức và tích cực tham gia cái phong trào mà toàn dân phòng cháy chữa cháy. Hộ gia đình chúng tôi là đã trang bị một bình chữa cháy và tiếp tục vận động tất cả các hộ dân ở lân cận trang bị cho mỗi hộ ít nhất là một bình chữa cháy để mà phòng và chống cháy. Thời gian qua, công tác tuyên truyền phòng cháy chữa cháy mới chỉ dừng lại ở các khu chung cư, nhà cao tầng mà thiếu hoặc rất ít quan tâm đến khu dân cư đơn thuần. Chính vì thế, việc triển khai mô hình mỗi gia đình tự trang bị bình chữa cháy rất cần thiết trước tình hình cháy nổ diễn biến phức tạp như hiện nay. Bởi mỗi gia đình nên tự trang bị cho mình ít nhất một phương tiện chữa cháy thì công tác phòng cháy chữa cháy ban đầu sẽ hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy xảy ra. Gia đình tôi thì đã trang bị 2 bình chữa cháy, một bình thì để ở ngay cầu thang tầng 1, một bình là ở ngay cầu thang tầng 2. Ngoài ra bản thân tôi là cũng đã được đi tập huấn về công tác phòng cháy chữa cháy của Ủy ban nhân phường, đã biết cách sử dụng bình thì tôi là cũng sẽ đã hướng dẫn lại cho các thành viên trong gia đình sử dụng để khi có sự cố cháy xảy ra thì có thể nhanh chóng sử dụng bình để dập tắt lửa. Sức mạnh của người dân là quyết định và là cội nguồn của cái sự phát triển. Họ tự bảo vệ họ chính là bảo vệ cộng đồng. Và không hơn ai hết là mỗi gia đình là phải có các thành viên chữa cháy. Mô hình này với cái mục đích này thì chúng tôi cũng muốn lan tỏa là thứ nhất là kiến thức về là phòng cháy chữa cháy, thứ hai là có sự đầu tư của người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn toàn phường. Nhiều tổ chức, cơ quan doanh nghiệp đã phát động mỗi gia đình từ trang bị bình chữa cháy đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Phong trào được phát động nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, công nhân viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trong đó, mỗi gia đình tự trang bị tối thiểu một bình chữa cháy để đề phòng rủi ro, thực hiện hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong phòng chống cháy nổ. Là một cái doanh nghiệp của tỉnh, bởi chúng tôi ý thức được cái tác hại nếu chúng ta không làm tốt cái công tác phòng cháy chữa cháy này. Thì Huế Cô là một đơn vị có truyền thống làm tốt cái việc này. Và rất là nhiều năm qua thì chúng tôi xác định các cái 4 tại chỗ thì hưởng ứng cái phong trào của tỉnh ấy, thì chúng tôi cũng đã quán triệt là mỗi thành viên, mỗi gia đình, cán bộ nhân viên của Huế Cô sẽ tiếp tục lan tỏa, sẽ tiếp tục là làm rõ cái ý nghĩa này đối với người thân, bạn bè để giúp. Đó là một cái cách mà chúng tôi là muốn đồng hành cùng với tỉnh để mà thực hiện thành công cái kế hoạch 299 của Ủy ban trong cái thực hiện là vừa cái công tác phòng cháy chữa cháy nói chung và cái phong trào mà nhà tôi có bình chữa cháy nói riêng. Có thể thấy, mô hình mỗi gia đình từ trang bị bình chữa cháy được phát động đến từng hộ dân nhằm lan tỏa trong từng ngôi nhà, khu dân cư trên địa bàn để mỗi người dân đều sẵn sàng vào vai trò chiến sĩ phòng cháy chữa cháy, chủ động phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn các vụ cháy và giảm đến mức thấp nhất thiệt hại, hậu quả do cháy nổ xảy ra, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của bản thân và cộng đồng. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.